Một mẫu bay nhà chính A11 thủ bay cúp huyền thoại rất tốt cho các sếp khám phá nha. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bạn. Đấy chính là bạn Vân Lâm. Những anh em nào mà xem livestream YouTube thì sẽ thấy bạn nữ này. Đây. Bạn ấy sinh ngày 10 tháng 7 hay là 16 tháng 7 gì đó ở năm 2007. Đây là một bạn nữ nha. Bạn ấy, mình đã lên thăm làng bạn ấy mấy lần rồi. Thủ lĩnh của clan Alice. Đây. Thì mẫu bay bạn ấy xài là cái mẫu bay này. Mình sẽ cho anh em xem. Và tất cả đường link của mẫu bay này đều miễn phí cho các bạn copy về xài nha. Anh em chỉ việc bấm copy thôi nha. Và đây. Và trận này thủ nhà cho bạn ấy. Đi Queen với cả là PK Bowler. Ui, đầu tư sẽ ủi. Và các bạn có thể thấy đây là một dạng nhà chính khá là troll, bởi vì là để cụm nhà chính này, máy đại bàng với cả là hai cái Inferno ở trung tâm. Bờ tường này là bờ tường kiểu đứt đứt, bởi vì nếu mà nó đi không cẩn thận thì nó đội quân nó chạy ra ngoài. Anh em thấy chưa? Nó chạy sang hết cả hai bên đấy. Chạy vòng rồi này. Ôi PK. Bí thủ của bạn ấy xài đó chính là Super Minion để thủ nhà nha. Bốc ác. Em Queen chạy phía ngoài rồi. Còn bên trong là đứt. Inferno một tia đốt siêu đau luôn. Và các bạn nên thủ nhà bằng Super Minion. Rất tốt luôn các bạn này. Úi giời. Và đây là trận thi đấu 1 sao cho đội bạn. Bầy rơi tầm này có một cái. Không thể bế được 2 sao. Ngon. Uy tín ngay trận đầu. Tiếp tục nha. Ui Town 11 luôn à. Valkyrie. Bạn đầu tư phá thành nữa. Lần này chỉ có 2 Super Minion thôi. Nhưng có Headhunter và Minion nhỏ. Cũng được đấy. Để xem bạn ấy sẽ phá như thế nào. Nếu anh em nào thấy thích video này của bạn ấy thì nhớ cho lượt like, share, đăng ký kênh nha. Bạn ấy thường xuyên xem livestream của mình mỗi tối luôn. Ui rồi, mất Queen rồi, lãng xẹt luôn. Vâng, một Headhunter thôi. Bắt chọn em Queen. Đỉnh đấy. Ôi rồi ôi. Ram Rider. Ui. Giắt kinh với cả là Ice Golem vào nữa. Bật gồng luôn trong turn này cho nó khí thế. Inferno một tia nó đang chiếu vào kìa các bạn. Rồi. Và như vậy là không cắt góc cẩn thận thì các bạn thấy không? Đội quân nó chạy linh tinh hết. Làm gì có vô đâu. Vô có mỗi kinh thì ăn xoáy luôn ở đây. Bựa. Đặt quả xoáy rất bựa luôn. Rồi tới công chuyện. Và ca này thì tỷ lệ phần trăm phá hủy đang rất thấp. Ném đá chạy vòng ngoài. Nhưng đại bàng từ phía trên nó bắn chùa xuống. Thì chỉ có khóc thôi bạn ạ. Chỉ có là khóc thôi. Toàn. Đi xa lắm luôn á. Rồi. Như vậy trận này bạn thủ win luôn. 11 cúp. Quá là êm. Rồi tiếp tục là một trận Golem Wish. Chap Go Wi. Úi dồi ôi, nhà chính than 11 oánh này. Rồi luôn 50-50-20. Bạn đầu tư phá hết cả đây. Inferno một tia bay màu. Còn hai động đất ăn luôn cái gì ở phía trong không? Đại bàng hay gì có dã luôn ông sếp. Bà Golem hiến luôn ạ. Đầu tư xe trâu bò hụt để ủi. Cái viền tường phía ngoài này rất khó chịu. Và bạn ấy đưa hết tất cả các kho ra phía ngoài các bạn ạ. Vì mất thời gian tấn công vào chỗ cái kho thì nó sẽ lại bị hẹo hết. Đưa công trình phòng thủ vào phía trong nữa chứ. Chặt đấy. Đại bàng vẫn đang bắn chùa tốt. Chuẩn bị ăn cái xoáy này. Chuẩn bị ăn cái xoáy này đấy. Vào đây anh bạn ơi.
Ui, chạy vào ngoài hỗ trợ. Em Queen đã mất gồng. Vâng, nhìn lại thì các bạn thấy không, nó mới chỉ là 40 mấy phần trăm, chưa được nổi 50% luôn, mà đội quân đã tan nát hết rồi. Ngon. Như vậy trận này cũng chỉ là 50 mấy thôi. Bao nhiêu? 54%, 55%, 2 sao. Thủ dẻo nha. Được quá. Vâng, đây là một trận đi Queen Bowler đây. Đấy, chà chà. Để xem bạn ấy sẽ mua như nào đây. Đầu tư Wizard để cắt. Các bạn có thể thấy không? Những kho tài nguyên của bạn ấy nó đặt hai bên hông này này. Và bạn ấy biết là cái hướng này sẽ bị đánh rất nhiều, nên là cứ dồn quân vào đấy. Đi mà đi mé mé, một bên này thì bị ăn cái X-Bow nó dã. Queen vẫn đang rất là lì đòn. Một em phá tường và nhồi luôn hai golem vô. Và ném đá cũng ồ ạt tấn công vào luôn. Gặp đấy, gặp đấy người anh em ạ. Phá tường đang là nhoe nhoét trong chỗ này. Dụ đơn vị lính hội thành và chuẩn bị có quả xoáy ở đây này. Rồi 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 rồi, nhảy 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 đi, nhảy đi nhảy đi. Bạn ấy biết sẽ vào quân ở đâu và đặt xoáy đúng ở đấy là dính chóc luôn. Queen bị Inferno một tia chiếu tướng không? Ai giờ hai sao rồi. Trận này bơm tốt đấy. Em Queen cũng chỉ đến thế thôi. Tầm này Inferno nhiều tia đang bốc, nhưng đội bạn cũng sẽ mắc kẹt. Chỉ đến đấy thôi các sếp ạ. Queen mất gồng, hoàn giáo cũng đã mất gồng. Và X-Bow bây giờ tất cả đang tập bắn. Tức là ở trong cái hình chữ nhật cụm phía trong này là nó như một cái lòng chảo, và tất cả anh em tập bắn vào. Tòa. Rồi tầm này đưa cung ra đi vét thôi. Một trận thi đấu không thể 3 sao đến từ đội bạn. Và tiếp tục đến với những trận thủ nhà nữa nhỉ, cho anh em thấy được tính hiệu quả của mẫu bay này nha. Và đây là nhà chính Town 12. Đi Queen rồng điện. Ok luôn. Như vậy là dắt Queen vào đây. Cannon với cả là Archer đang nâng à. Tường Văn Lâm đã mắc gần hết rồi. Mất gồng Queen nhưng ăn được đại bàng. Tiếp tục đầu tư phá thành nữa. Kinh cũng vô. Bài bản quá nhờ. Rồi, nó lại sang bên đây các bạn. Bởi vì thủng tường rồi mà. Tầm này đại bàng thì mất rồi nên không lo. Đại quân cứ vậy là ủi. Kinh một cánh và Queen quản giáo rồng một cánh còn lại. Đứng đục tường cho Queen không? Chắc chắn là có. Bắt hết công trình rồi thì nó phải tự đục tường mà ra thôi chứ. Không biết đi vòng đâu mà. Quản giáo chưa bật gồng đâu anh em này. Em Queen vào nó ăn cây thổi gió, nó phá được cái xoáy ở đây. Anh Kinh bên kia quyết định gồng. Ô, một pha đóng băng trượt, hay quá. Như vậy là Queen vẫn chưa dính. Queen vẫn chưa dính xoáy. Anh Kinh thì đã quyết định gồng bên kia rồi. Inferno một tia bốc Queen. À, vẫn kịp đóng băng. Gặp thế nhờ. Bầy rồng đang còn rất nhiều. Và như vậy là bạn ấy có lều thợ xây ở bốn góc. Bữa vậy trưởng. Kìa anh bạn ơi. Cái việc đặt lều này nó rất khó chịu. Nguyên ngon, 12 không nát nha. Đây là một trận đánh rồng nữa cho các sếp xem. Ấy sợ. Rồi, như vậy là ăn Inferno một tia. Tiếp tục còn set và hai động đất, một động đất, hai set nữa sếp. Rồi. Mừng quá. Rung tay thả nhầm cái băng. Để xem sếp ấy đầu tư quả này vào đâu nè. Rồi. Lava này.
Bạn không chơi khí câu chiến mà bạn chơi thả đá cũng được. Rồi, tiếp tục dồn vào. Phải nói là cái cụm cái hình chữ nhật ở trung tâm mẫu bay ấy, hội thành Inferno nhà chính với đại bàng rất khó chịu luôn. Và nếu các sếp mà thấy hay thì anh em nhớ cho lượt like, share, đăng ký. Và các bạn nào có những mẫu bay tốt kiểu như thế này ở tất cả các cấp độ nhà chính ấy mà bay cúp điện thoại tầm 5k cúp đấy thì riêng than 15 thì 5k 5 mình mới làm nha. Cứ nhắn tin vào fanpage để chúng ta cùng làm video để chia sẻ như thế này. Anh em vào clan chia sẻ các trận thủ tốt hoặc là những trận đánh tốt vào, combo dị dị cũng chia sẻ luôn anh em nhá. Rồi tới công chuyện luôn. Bạn muốn dắt tướng ở khu vực phía sau sao? Này tầm này vào ăn đại bàng đây. Úi giời, bế làm sao được. Chỉ thế thôi. Tất cả đường link mẫu bay của mình đều miễn phí copy nha. Anh em chỉ việc bấm về là xài thôi. Đọc thật kỹ cách tải các bạn nhá. Ok luôn. Phần sếp nào mà múc các gói trong cửa hàng, ví dụ như vé vàng này, gói gem hay những gói ưu đãi mà các bạn bị lỗi quốc gia, các bạn cần tư vấn gì thì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình với hơn 139.000 người theo dõi để được khắc phục lỗi quốc gia. Anh em tự nạp được thì các bạn nhớ nhập mã Akari ủng hộ mình nha. Đây là cách các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương. Cảm ơn anh em rất nhiều về điều này nha. Chúc anh em ngủ ngon. Bye bye.